chào tất cả mọi người. Mình là Tiểu Huệ, sinh viên khóa 1 năm 3 của trường đại học tranh lệch ADX. Với chuỗi video sinh viên ADX học gì thì hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại bộ môn đó là hành vi người tiêu dùng. Và cái chủ đề bọn mình hôm nay được học đó là hành trình tìm kiếm của khách hàng. Mình hiểu rất đơn giản đây là hành trình đi tìm kiếm khách hàng tiềm năng hay gọi là khách hàng trung thành của một doanh nghiệp hay là những người bán hàng. Thì trước tiên chúng ta muốn có một đợt khách hàng trung thành thì chúng ta phải có 5 giai đoạn. Phải làm sao để họ biết rằng họ biết được sản phẩm của mình. Bước thứ hai là họ thích, bước 3 là muốn, bước 4 là mua và bước cuối cùng là mua lại. Mua lại ở đây gọi sẽ trở thành là khách hàng trung thành. Bản chất ai cũng là khách hàng mà thôi. Chúng ta hiểu những đơn giản là vậy. Và ai cũng là người bán hàng. Và chúng ta luôn luôn phải hiểu một điều đó là chúng ta cũng là khách hàng của người khác, của một sản phẩm khác, của một dịch vụ khác. Và những người xung quanh chúng ta cũng là khách hàng của chúng ta. Họ sẽ là khách hàng. Mọi thứ có thể xung quanh chúng ta, mọi thứ của bản thân chúng ta đều có thể mang ra làm sản phẩm để mọi người mua, mọi người tin dùng, mọi người sử dụng hoặc là mọi người trao đổi. Mình có thể nói vui vui một chút đấy là giữa người yêu với nhau, vợ chồng với nhau, con cái với nhau cũng có thể là khách hàng với nhau. Có thể là người yêu của mình là khách hàng của mình. Mình bán ở đây là bán trí tuệ, bán chất xám, có thể bán sự đẹp, sự thông minh hay là bán bản chất, tính chất, tính cách con người của mình để làm hài lòng hoặc là tìm một mảnh ghép với người yêu mình, gọi là người đối phương của mình để tạo ra một đôi gọi là hoàn hảo nhất. Có thể là vậy. Đấy cũng là khách hàng có thể tìm kiếm với nhau. Và hành trình đi tìm kiếm khách hàng thì chúng ta rất là gian nan. Trước tiên chúng ta sẽ phân tích là người bán hàng và người mua hàng. Thì người mua hàng sẽ có hai kiểu, đó là khách hàng, thứ hai là người tiêu dùng. Thì giữa người bán hàng và người mua hàng sẽ ở bên giữa chúng nó, ở giữa hai người này sẽ có một cái gọi là sản phẩm. Và cái sản phẩm này thì sẽ có được những cái đối tượng, những con người, những cái sự tác động lên cái sản phẩm này trong quá trình bán hàng và mua hàng. Lên sản phẩm này thứ nhất là con người. Con người là công nhân, nhân viên hoặc là người lao động tạo ra sản phẩm. Khi có sản phẩm này thì cái người marketing sẽ tạo nên làm sao để cho người mua hàng họ cảm thấy sướng và họ sẽ mua được sản phẩm của mình và họ sẽ trở quay lại mua đi mua lại, sẽ trở thành khách hàng trung thành. Và cái sản phẩm của chúng ta phải có giá trị, phải có một cái giá trị nhất định. Và cái ngũ quan đó là làm sao để đánh được vào tâm lý của khách hàng. Thì ở đây mình có thể nói rằng là đánh vào tâm lý khách hàng có thể như ví dụ mình thì ví dụ là bánh trung thu. Một cái bánh trung thu thì chúng ta biết bản chất bánh trung thu nó sẽ có nhân đậu xanh, nhân dừa, bánh bột để nặn lên bánh đấy. Đã làm xong, hoàn thành xong cái bánh như vậy thì có thể mang bán được. Nhưng người tiêu dùng, người khách hàng ở đây sẽ là những người tầm thấp, bán rất là mình sẽ bán được nhưng bán rất là nhiều. Những cái người nông dân họ sẽ mua để ăn, nhưng cái giá gọi là giá trị sản phẩm đem lại nó không hề lớn. Giá và cái giá cả để trao đổi, để xoay vòng tròn thì nó vô cùng nhỏ, nó không phải là giá trị lớn. Nhưng nếu mà cái bánh ấy hoàn thiện xong sẽ đóng vào một bao bì đẹp, tìm kiếm khách hàng, có là nâng tầm giá trị sản phẩm lên với bao bì đẹp, mẫu mã đẹp, bánh sẽ rát thử kiểu như này, cho thêm nhiều cái hương vị vào nữa thì nâng tầm cái giá trị sản phẩm đấy lên và tìm kiếm những cái đối tượng khách hàng lớn, những khách hàng kiểu như là những gọi là đại gia đi, những nhà đại gia, triệu phú, tỷ phú chẳng hạn, bán cho họ cái bánh đấy. Thì ở đây thì cái bánh đấy bán cho người này chắc chắn là cái giá cả
để trao đổi với người tỷ phú này nó sẽ là khác, không phải 5 nghìn hay 15 nghìn hoặc 20 nghìn cho người nông dân kia nữa, mà nó phải gấp vài chục lần, có thể là 5 triệu, 10 triệu hoặc là 100 triệu, thậm chí là vài trăm triệu một cái bánh này cũng có thể. Cái gốc gác của đây, cái bánh này nó chỉ có nhân đậu xanh, nhân dừa và bánh mà thôi, nhưng mà nó đóng bao bì, nó mang cái nhãn quan, cái sự PR, có là cái bộ phận marketing PR lên cái sản phẩm này một cách gọi là mang nâng tầm cái giá trị sản phẩm đấy lên ở một cái vị trí ngang hàng, có thể ngang hàng hoặc là vượt qua cái giá trị cao hơn cả cái vị trí của người tỷ phú kia, thì sẽ bán được cái giá nó phù hợp và người tỷ phú kia sẽ mua. Họ mua ở đây là họ không phải mua cái bánh để ăn, mà họ mua ở đây là mua cái giá trị của sản, cái giá trị cái sản phẩm đấy mang lại. Và chúng ta có thể có cái thương hiệu, ví dụ như thương hiệu bánh trung thu Thăng Long 1000 năm sẽ khác bánh trung thu của anh ABC gì đó mới ra được khoảng 1-2 năm, nó khác nhau hoàn toàn. Cái bánh trung thu 1000 năm cái Thăng Long nó có 1000 năm tồn tại, và cái giá trị của nó sẽ cao, cái thương hiệu của nó sẽ mọi người biết đến, và khi cái bánh đấy nó nâng tầm lên ở một vị trí cao lớn cao rồi thì cái giá tiền người tỷ phú kia họ sẽ biết và mang đi biếu chẳng hạn cho người nhà hoặc bất kỳ ai ăn, họ sẽ cảm thấy thỏa mãn cái sự vinh, có là cái danh, cái được cái tôi của họ cao lên, tôn trọng họ, thì nó sẽ là cái giá khác. Và cái người nông dân kia họ chỉ ăn ngon thôi, họ chỉ ăn ngon, à cái bánh này ngon, biết là ngon hết, không có gì cả, không biết là cái giá trị đem lại gì là không biết, chỉ biết là bánh trung thu này của anh ABC này nó ngon thôi, nhưng mà không biết rằng là cái, nhưng mà cái họ sẽ không mà đạt được cái giá trị cao, lấy được, mua được cái sản phẩm bánh trung thu Thăng Long kia, vì cái giá nó rất là cao, và cái thương hiệu của nó và cái giá trị được đem lại, người nông dân họ sẽ cảm thấy họ không phù hợp để mua được cái bánh đấy. Có thể là để bỏ tiền ra mua một bánh trung thu mấy trăm triệu của một người, cho một người nông dân, họ có thể mấy trăm triệu đó họ làm được rất 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 nhiều việc, họ nuôi sống cả một gia đình cả một năm trời, họ làm được có thể nặng mấy trăm triệu, họ xây dựng sự nghiệp được, họ khởi nghiệp được chẳng hạn là vậy. Nhưng những người tỷ phú kia bỏ 500 triệu ra để mua một cái bánh để thưởng thức cái giá trị của nó, ăn ăn được cái giá trị, hưởng cái giá trị nó sẽ khác, họ cảm thấy quá là bình thường, hoặc họ mang đi biếu tặng một ai đấy thì nó lại sẽ khác. Vì ở đây chúng ta sẽ nói đến cái danh, có cái tôi, cái danh của họ mang lên, cái danh cho họ, họ cảm thấy thỏa mãn thì chắc chắn nó sẽ khác. Và mấu chốt ở đây trong buổi học ngày hôm nay chúng mình học đó là tìm kiếm khách hàng trung thành, thì chúng ta phải mang một cái giá trị của sản phẩm. Bất kỳ một cái sản phẩm nào, một cái làm một cái gì đó hay là xây dựng thương hiệu chẳng hạn, cũng phải phải tạo ra một cái giá trị, và cái giá trị này nó phải ngang hàng với cái khả năng của cái thương hiệu của mình, hoặc là nâng tầm lên, và làm sao tìm kiếm những khách hàng nó phù hợp với cái sản phẩm của mình. Và chúng ta phải biết rằng cái khách hàng của mình là ai, ở đâu, vị trí nào, họ hay làm gì và như thế nào, chúng ta đánh vào đấy thì chúng ta bán được sản phẩm, chúng ta mới tạo ra được giá trị. Chúng ta phải tạo ra giá trị trước, và chúng ta đánh vào đấy thì cái người khách hàng của mình họ sẽ kiểu như là họ nhìn đi nhìn lại, nghe đi nghe lại, họ sẽ cảm thấy họ có duyên chẳng hạn vậy, như cái sản phẩm này, và họ sẽ mua, và họ sẽ cảm thấy là cái giá trị của sản phẩm mình đem lại rất là lớn và phù hợp với họ, họ sẽ mua lại nhiều rất nhiều lần. Và bất kỳ một ai chăng nữa, hay bất kỳ một thương hiệu nào, hay bất kỳ một lĩnh vực nào, thì chúng ta cần cốt lõi một giá trị, chúng ta phải mang lại giá trị, phải có giá trị thì mới cái sản phẩm chúng ta mới có ích, và mới bán được sản phẩm, mới bán được. Và có thể ở đây chúng ta không phải là bán sản phẩm, mà chúng ta bán cái giá trị của sản phẩm, bán cái giá trị của chúng ta truyền tải đến với mọi người xung quanh. Đấy là những cái mình hiểu và những cái mình học được trong ngày hôm nay, đó là bộ môn hành vi người tiêu dùng, chủ đề là tìm kiếm khách hàng tiềm năng, hay gọi là tìm kiếm khách hàng trung thành. Và có lẽ rằng mọi người sẽ nên xem thêm một số video của các bạn khác ở lớp mình nữa để biết thêm nhiều kiến thức hơn. Và mình cũng chỉ nắm được một số kiến thức nhỏ, vì
khả năng ghi nhớ của mình cũng có giới hạn, và cái sự tiếp nhận thu nhận kiến thức của mình cũng có giới hạn. Và mọi người muốn mở rộng thêm thì cần xem thêm một số video của các bạn khác nữa. Và rất vui cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video của mình, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người.